Chào bác. Chào. Cậu đang rửa bát à? Đúng rồi. Giỏi thế nhở? Còn bác giúp mẹ rửa bát à? Ôi, bác giỏi thế. Các cậu đang làm gì đây? Mình đang xem tivi. À, các cậu đang xem tivi à? Ngọc Bách ăn cơm xong Ngọc Anh biết giúp mẹ rửa bát cơ à? Đúng rồi, tại con mới để đấy, con mới rửa tiếp đấy. Con rửa cái nắp của cái bát này. Dạ. Bác giỏi nhỉ. Các bạn đang làm gì đấy? Chúng tớ đang xem Ngọc Bách rửa bát. À được, nhưng mà hôm nay mình đang bát. Thấy Ngọc Bách có gì vui thì Ngọc Bách chia sẻ cho các bạn nha. Rồi Ngọc Bách rửa bát tiếp đi để tớ đi ra tớ dỗ cái em kia đây. Và Bách chào các bạn. Chào các bạn nha. Bách rửa bát tiếp đi nha. Được.